ไปวันเด็กตามกันเลยเราHello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip là đi lên suối để nướng thịt và tắm suối trải nghiệm một cái thác đẹp nhất ở Trà Bồng nha, được gọi là suối cơ đúng. Thì bây giờ trong thời gian trở lại anh em đi mua gà để mà làm thịt thì mình sẽ qua bên kia review chim của chú này nha. Tại vì mình thấy có rất là nhiều chim đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ qua bên kia xem giá bao nhiêu. Okay, đi rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia xem chim của ông chú này xíu nha. Ok. Mình đang ở Trà Bồng nha các bạn. Rồi, cái này là chim nha các bạn. Đây rất là nhiều chim đẹp luôn. Mình không có am hiểu về chim cho nên mình sẽ đợi chú qua mình sẽ hỏi nha. Đấy. Còn cái này là chim gì đây? Còn cái này giống chim cô con gì đấy? Chú đang đi nghe điện thoại mình không thể hỏi nha các bạn. Đây. Chim đẹp lắm. Chim này là chim gì đây? Chim cô. Là chim chào màu. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi chủ giá với lại tên chim nha các bạn. Ok các bạn nha, tại vì chủ đi mua đi nghe điện thoại rất là lâu cho nên mình không có hỏi được giá với tên chim. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn để đi mua gà để mà lên suối làm video nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tới chờ để mua video mua gà. Rồi, bây giờ mình sẽ tới chợ đi mua gà nha các bạn. Giờ mình sẽ đi. Đồ chống xe kìa dì ơi, đồ chống xe. Ok, bây giờ mình đã mua gà rồi nha các bạn. Bây giờ mình đang ở chợ mua gà, bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Đây, bây giờ mình đang ở trên chợ đây. Các bạn có thể thấy bây giờ mình sẽ đi xuống. Rồi, hello, xin chào anh em nha. Bây giờ mình đã mua gà với mùi tạc nha, với hộp quẹt đây. Các bạn xem gà mình đã mua đây. Bây giờ mình sẽ tới suối một mình để nướng, sau đó mình review cho các bạn xem xuống nha. Ok, chúng ta đi thôi. Bây giờ mình đã tới cái đoạn đường mà để đi vào sâu trong rừng, mình từ đây tới đó khoảng 1 giờ nha. Bây giờ mình sẽ đi theo con đường này.
Alo, xin chào mọi người. Sau một tiếng đồng hồ thì mình cũng đã tới được cái suối này nha. Mình không chắc mình sẽ có đường vào bên trong sâu trong suối. Bây giờ mình sẽ kiếm đường đi vào, mình tắt xe. Sau đó mình sẽ review cho các bạn xem nha. Đây, cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi vào tuốt trong kia. Nhưng mà mình còn phải đi tìm đường mới đi nha các bạn. Ok. Thế này. Xin chào anh em nha. Bây giờ mình đã tới suối rồi. Trên tay mình là một con gà với mồi tạc với hộp quẹt nha. Bây giờ mình sẽ tìm đường xuống để mà xuống dưới đó review cho bạn xem suối nha. Không biết đi đường nào thì xuống đường gì đó. Có phải đường này không ta? Mình đi một mình nha các bạn. Bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi. Không có đường xuống. Bây giờ mình đang tìm đường xuống dưới đó. Hôm nay bị mấy anh em cho leo cây. Hứa là hôm nay tới suối để nướng gà mà chả thấy ma là tới. Hôm nay mình phải đi một mình. Wow, đây đường xuống đây. Ồ, nước xanh ghê. Cảm thấy sợ sợ nha. Mình nghĩ có lẽ mình sẽ review suối cho các bạn xem thôi. Mình không nướng gà tại vì mình đi một mình với lại 12 giờ trưa rồi. Ở nơi đây rất là ok các bạn nha. Ok, bây giờ mình xuống đường nhà nha các bạn. Có lẽ hôm nay mình sẽ không nướng gà, mình đi một mình. Bên kia là nhà máy thủy điện nha, cắt giữa nhà máy điện. Ô, mình thấy một con thằn lằn, con vịt tôm chạy ngoan qua nước. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Sắp tiếng thì mình không có playcam để mà quay từ trên cao nha. Mình đi một mình cũng không tắm. Ok, bây giờ mình sẽ đi review. Đúng đường đi cũng khó. Ok anh em. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem suối nha. Mình sẽ không nướng tại vì mình đi một mình, cũng không có cây cối củi để nướng thịt. Đây, bây giờ mình sẽ đi con đường để qua bên kia các bạn xem. Đây. Trời này mà đi đông người nướng đồ ăn cái tắm quá tuyệt vời luôn. Wow, đẹp chưa nào.
rất là đẹp nha. Chào anh em và tạm quay. Sau khi mình định kết thúc video thì mình gặp được bọn trẻ ở đây. Và bọn trẻ sẽ giúp mình nướng con gà này. Đây, bên tay mình có một con gà với mùi tạc với cái gì đây? Sa tế. Bây giờ sẽ thử nướng thịt gà chấm mùi tạc. Cảm giác như thế nào nha. Vậy thì bây giờ mình sắp hết pin rồi, cho nên mình sẽ tắt. Sau khi nào mà nướng xong thì mình bắt đầu quay lại, tại vì mình thích dùng pin nha. Ok. Tại vì mình đi không mang dao nên bây giờ mình sử dụng chai bia để cắt gà nha các bạn. Bây giờ mình đã dùng chai bia cách tức hai nướng gà để nướng một nửa này nha. Bên tay mình là một con gà và một cái sa tế. Rồi, cái này là mùi tạc, để sau khi mình nướng xong mình sẽ ăn thử cái mùi tạc này. Bây giờ mình sẽ lắc sa tế lên. Sau đó nướng. Chào tất cả anh em nha. Sau một giờ mình chờ đợi thì mình đã nướng xong một đùi gà. Thì phần mình đòi chờ dắt trong video ngày hôm nay là mình sẽ nướng một đùi gà để chấm với mùi tạc. Đây, mùi tạc mình mua 30 gà còn nguyên vẹn cũng rất vui luôn. Bên ngoài cũng rất nhiều thứ, cũng rất biết bên trong chắc là thế nào, mình sẽ mở ra để chấm mùi tạc để mình đã thiếu. Sau đó mình sẽ cho một bà con người thương gần ăn cũng cảm giác thế nào. Mình rất là không thích ăn mùi tạc, mình đã cách đây 3 năm rồi. Mà ăn với hạt tạc thì rất là ngon. Nhưng mà khi ăn với gà nướng bao giờ. Hôm nay mình sẽ ăn với gà nướng bao giờ. Ok, mình sẽ để mùi tạc lên đây. Ok, bây giờ mình sẽ ăn gà với mùi tạc nha. Nếu mà bạn thì ăn mùi tạc thì mình sẽ để biết mùi tạc rất là. Thì sẽ một miếng thôi. Okay.
Bây giờ mình sẽ cho cô đào để cô đào với gà với cô mọi người đi ăn thử phải ba mẹ ta không để đâu khéo vậy ok đấy các bạn thấy một đàn em với gà đứng rất là lâu luôn thấy không ok. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đưa cho hai anh cô mới ăn. Cô này thì ăn xong rồi thì biết cảm giác thế nào, bây giờ mình sẽ đưa cho hai anh cô nhỏ này ăn để cảm giác thế nào. Rồi cô quá xanh trước. Xé một miếng to cũng được. Chấm rồi ăn để xem cảm giác mùi tạc với gà nướng như thế nào. Ok. Mời các bạn. Không, chấm nhiều xíu mới phê. Ok. Rồi ăn thử. Ngon, quay mặt vào đây, ngon. Ngon các bạn. Đủ quá. Mày kêu ăn mùi tạc không các bạn? Chắc là hợp không. Ai nữa không? Sao? Mày có ai nữa không? Thử được không? Ngon. Ngon. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục tới cô ông bạn. Rồi tiếp tục ông bạn em. Anh nhiều vô chưa? Anh nhìn vô chứ. Sao nhổ? Em gà nướng nhổ chơi. Phải chưa? Anh nhiều vô. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong video là sao. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Tại vì vô tình gặp được một trẻ đây và giúp mình nướng nha. Bây giờ mình sẽ để một trẻ ăn gà này nha. Xin kết thúc video, nếu mà bạn nào cảm thấy hay và nhớ thì chia sẻ video của mình nha. Ok, tạm biệt các bạn nha, hy vọng gặp các bạn trong video sau nha.